Đây, cái miếng tránh mình vừa làm xong đây, rất là nhanh, chỉ 5-10 phút thôi. Chào cả nhà. Bây giờ là mình đang ở ngoài lô, mình đi mua cái miếng tránh an toàn làm chỗ làm cho chồng mình á. Mình tranh thủ đi giờ này cho nó vắng người á. Khi các bạn đi vô thì cái line mà kế bên cái line mà để trưng đèn á thì mình sẽ thấy được những cái miếng plastic như thế này. Nó có đầy đủ kích cỡ và size mà mình muốn luôn. Nó miếng của nó như thế này đây. Ở trên này nó rất có đề giá nè, và cái size mình muốn chọn cái nào thì mình lấy nha. Mình mua cái miếng này về nó có hai cái miếng bọc bên ngoài thấy không? Mình the xé ra. Người ta dán để cho nó khỏi bị chày á. Đó rồi mình cũng mua hai cái cục gỗ chân như thế này, cưa ra. Mình cưa hai cái phần gỗ là mình làm cái phần giữa để đặt cái miếng này giống như cái miếng giữa trong á. Thay vì mình làm xuống hết cái này thì mình chỉ gắn một nửa trên này thôi. Đó, ví dụ như bàn làm nail đi. Đó là mình có thể để cái khoảng không này để mình đưa tay làm đúng không? Còn cái này chồng mình làm giấy tờ thì để cái khoảng không đó để mọi người bỏ giấy tờ vào. Đấy, rất là nhanh và tiện. Đó. Mình mua hai miếng này với bốn cái gỗ này ha. Để như vậy là xong. Xong một cái khuôn bàn làm việc cho anh xã mình. An toàn mùa dịch. Rất là tiện lợi cho những cái chị làm nail nữa. Làm nail thì mình chỉ cần một miếng như thế này thôi, còn là bàn làm việc của chồng mình nó rộng á nên là làm hai miếng như thế này. Ok. Cười anh coi. Đang ngồi ế bêu mõm lên. Có cái miếng chắn an toàn như vậy nhưng mà vẫn phải khẩu trang rồi vẫn phải có nước Citizen rửa tay nè. Đấy, khẩu trang của chồng mình. Văn phòng của nhà mình là mở cửa lại rồi nha các mấy bạn. Thật ra lúc nào cũng mở cửa hết á nhưng mà mọi khi thì chỉ có bắt phone thôi, nhưng mà bây giờ là anh xã mình đã khai thuế trở lại rồi. Các anh chị nào muốn khai thuế ở gần đây thì có thể đến ủng hộ nha. Khi đến thì nhớ Với mang lại theo. Sao? Ông chủ nói lại cái ông chủ, không nghe. những người làm 1099 á, mà chứ không có làm không có được ăn tiền thất nghiệp á, thì giờ tới apply cho ăn tiền thất nghiệp. Ok, chồng mình có làm dịch vụ đó luôn nha các anh chị. Các anh chị nào có đến thì nhớ mang khẩu trang nha. Ở đây mình vẫn đi làm là mỗi người vô từng người và vẫn phải mang khẩu trang, bao tay. Thôi bây giờ mình kết thúc cái clip của mình đây nha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn của mình ở cái clip sau nha.